Ngọt thế. Người đào thì chắc chắc chưa có tí này đâu. Xin chào các anh chị và tất cả mọi người. Tôi quay trở lại với Tam Giác Mạch. Mọi người thấy khung cảnh này có lạ không? Có quen không? Hôm nay thì đúng lịch anh em mình vào một cái địa bàn của xã Na Khê. Đó là... hình như đào xong rồi sao? À chưa. Máy đang lên thôi. Nhà của em Quê, em Quân. Đấy. Hôm nay chính thức là khởi công rồi. Trong nữa thì mọi người theo chân anh em mình thì sẽ xuống đến với nền nhà. Máy lên rồi nhưng mà hình như chưa làm thì phải. Đó. Căn nhà khởi công đầu tiên trong năm Giáp Thìn này. Hy vọng rằng một công việc của Tam Giác Mạch sẽ trôi chảy và sẽ còn kết nối được nhiều cho những hoàn cảnh khó khăn khác nữa. Mọi người xem video thì cũng đã biết rồi là đối với hoàn cảnh của chứ một con thì là chưa ổn. Đấy. Bởi vì là bên chứ một con thì nó khó khăn hơn rất là nhiều. Vì nó là giáp danh giữa hai xã của hai huyện là xã Sủng Trái với xã Mậu Duệ của Đồng Văn và của Yên Minh. Đó, do vậy là cái vấn đề đường đi lối lại là hơi khó một chút. Ai già. Ở nhà em Quay Quân thì các em mới tự tìm máy xúc để đào nền. Đó. Do vậy là anh em mình cũng bớt được một cái khoản, bớt được một cái việc phải xoay sở. Các em đã giải phóng mặt bằng rồi, bây giờ chỉ còn là múc nữa thôi là xong. Hello. Ở tưởng múc rồi chưa múc à? À tí mới múc hả? Ai kia? Người yêu à? Người yêu mà. Ô thế năm nay mất một đống măng rồi nhỉ? Rộng thế á? Đào hết luôn à? Nhưng mà sao phát rộng thế? Cho nó gọn gàng sạch sẽ à? Rộng gàng sạch sẽ để mình thích làm cái gì à? À, cái này là của mình hết à? Cả cái cánh rừng măng này là của mình hết à? À. Khỏe không? Chân đạp được chưa? À đi rồi à? Đây. Họ lên đường nào nhỉ? Đường này à? Thuê theo tiếng hay là thuê khoán? Khoán thì em chả biết nhưng mà em chả... À, người nhà à? Hay là quen thôi? Quen thôi. Trước học trên lớp 5. À, bạn học lớp 5 với nhau hả? Đúng là được cái này mất cái kia nhỉ. Bây giờ được rất là nhiều củi nhưng mà mùa măng này là hơi thiếu một tí đấy nhỉ. Bố là nằm kia à? Vâng. Đúng không? Nhà gần bố tốt quá rồi, chắc bố cũng sẽ rất là mừng thôi cho các con là có nhà rồi. Thuê tiếng bao nhiêu? 550 à? Là họ tự bơm dầu các thứ chứ nhỉ? Vâng. Thế mà lúc nãy bảo 1,5 triệu. Em không biết là anh gọi là mấy. Nói anh thế không? À, trong nữa họ mới đến đào cho mình à? Hôm nay ngày đẹp thì chắc là làm khoảng 2 ngày thôi, chậm nhất là 2 ngày. 1 tiếng 550, 10 tiếng 5,5 triệu. Thì cũng hơi nhức cái đầu đấy. Nhưng mà máy thì nhanh, đất là hất xuống dưới này hết à? Bên dưới này có phải của mình nữa không? Chỉ trong cái khuôn này thôi.
Bảo anh ấy đào đào cái đường luôn nhé. Đào đường để ô tô đánh đít một phát vào đây là vật liệu. À, đường sẽ đâm thẳng. Cái này dọn lâu chưa? Mỗi ngày dọn một tí. Tức là trước Tết là chặt hết rồi để nó khô rồi nó cháy đúng không? Xong là đốt một phát. Ồ, thế này thì bây giờ có cái nền nhà xong rồi ấy thì rộng như thế này làm vườn tược các thứ thoải mái luôn. Nhờ. Chuyển lên ở quá là thoáng, sau này con đi học chỉ có đi vài bước chân là đến rồi. Đấy. Đâu, móng sẽ đến đây à? Cái nền là đến đây hay là nền bằng dưới này? Nền bằng đây thôi. Đất mượn sẽ là đổ xuống dưới này. Thế thì chỗ này phải trả gần đến cột điện luôn à? Bây giờ tính nhá, tại vì là anh đã từng có kinh nghiệm làm rồi, thế bọn em tính làm sao tránh cái đường điện ra. Nhà thì mình không thể nào làm dưới cái đường lưới điện của họ được. Đến khi là người ta sửa chữa các thứ là rất là khó. Và đừng có đào gần cái cột quá, đến lúc hỏng mình chả có tiền mặt đền đâu. Nó liên quan đến cái đường điện thì nó phức tạp lắm. Thế một là làm giạt hẳn sang bên này, hai là giạt hẳn sang bên kia. Còn đừng có làm giữa nhà đi qua cái dây điện đi qua giữa nhà mình thì nó không hay đâu. Phong thủy mà nói thì mình cũng nhìn thấy thực tế rồi. Chỗ này thì không dốc lắm đâu, nhà đất này thì rất là thoải mái đấy, không phải lo là sạt lở hay gì đâu. Bởi vì là cả nhà nhìn thấy là cũng rất là phẳng. Anh tí bộ hai vợ chồng phải theo dõi anh máy xúc làm nhé. Anh sợ chỗ này có vàng ấy, đào lên có vàng. Một chum vàng các cụ để lại ngày xưa thì cũng mà phát tài luôn. Nói vui thế thôi, nhưng mà người ta đào mình phải có mặt ở đây để thứ nhất là theo dõi. Mình không có mặt họ làm chậm lắm. Thật mà. Thứ hai là đào từ đâu đến đâu là cắm cọc hết chưa? Có, hôm qua em có chỉ cho anh mới xúc. Ôi dồi ôi. Đường mà đâm thẳng ra đây là vào chỗ cua luôn à? Vâng, em định tính. Vào chỗ cua thì đào cái chỗ cua rộng một phát, quay đầu phát vào đến đây. Ở đây thì đào rộng một tí nhé, để xe có thể quay đầu các thứ, đổ vật liệu thế. Đó. Mình tưởng muộn rồi nhưng mà máy xúc còn muộn hơn mình, 10 giờ rồi, còn chưa đến. Anh ấy là sửa xe máy bên kia hả? Bình thường mọi năm là có bán được măng không? Không, bọn em chả bán, cái măng này chả bán. Ăn rồi à? Cũng chả ăn hết được. Bán chả ai mua. Thật ra đầu mùa thì nó có giá thôi, đến cuối mùa rồi thì ai cũng có, thì nó khó. Đẹp quá nhỉ, đất ở đây rộng thật đấy. Nhìn cái khoảng đất này thì đúng làm nhà thì không phải nói gì nữa rồi. Rất là đẹp. Nếu mà làm được ở bên Trọng hoặc là bên dưới này thì nó còn phẳng hơn nhiều nữa nhỉ. Nhưng mà thôi đã chọn trên này, trước nọ cúng ở đây rồi mà nhỉ. Đã cho mấy hạt gạo vào đây rồi thì bây giờ cứ làm ở đấy thôi. Đấy. À, hướng nhà bên kia hả? Cái hướng nhà hay là cái thế nào đấy thì đấy là vợ chồng với mẹ em, bọn em tự tính hết đi. Anh thì thật là phong thủy các thứ anh không biết đâu. Chỉ có biết thì áp dụng đối với anh thôi, chứ không thể nào áp dụng với tất cả các dân tộc khác hay khu vực khác được. Đó. Được rồi, thế thì trong nữa anh em mình sẽ chia sẻ thêm về cái việc là anh máy xúc anh ấy đào. Nhưng mà thực tế chỗ này thì anh thấy là chắc cũng không, nếu mà nó làm nhanh thì một ngày thôi. Máy này gầu to thế này thì. Sửa đường từ trên xuống á? Đây cái từ cái đường này xuống có lẽ đây là căn nhà xây đầu tiên đúng không? Dưới đấy toàn thấy nhà gỗ các thứ thôi, chưa có ai xây đâu nhỉ? Dưới là lều chứ? Có ai ở nhà dưới này không? Một nhà thôi hả? Đấy, nên là một cái tín hiệu rất là tích cực. Nếu mà tránh đường điện ra đầu bên này thì từ chỗ Trọng phải tầm từ chỗ Trọng ra bên này, ra hẳn bên này luôn.
Nhưng mà sau này bọn em có được cái khu khuôn viên rất là rộng, vườn tược các thứ, quá tuyệt vời rồi. Không phải nghĩ gì nữa. Hôm nay anh em mình dự tính là sẽ vào sớm để mà chia sẻ. Tuy nhiên thì cũng như các em vừa nói rồi, anh ấy còn đang bận một chút là sửa xe. Tuy nhiên thì đối với cái nền này nó không quá là dốc, không quá là cao, thì chỉ trong khoảng một ngày thôi là xong rồi. Xong rồi thì bắt đầu sẽ hình dung ra được cái móng nhà rồi các thứ, bắt đầu là tập kết vật liệu. Tập kết ok rồi thì bắt đầu mới là thợ vào thì cũng sẽ rất là nhanh thôi. Và đối với một căn nhà cấp 4 thì cháu Hiệp thi công thì một tháng quay đầu là xong hết rồi. Tuy nhiên thì sẽ có những cái sự trao đổi, anh em mình sẽ có những cái trao đổi riêng để làm sao đến khi mà thành hình ngôi nhà rồi thì nó sẽ được đẹp và nó sẽ được ưng ý nhất. Đương nhiên thì cũng có sự giúp đỡ của các cô chú anh chị nhà hảo tâm và gia đình của một chú, do vậy là sẽ có những cái sự hài hòa nhất định, chứ không thể nào mà đi theo một cái mô típ cũ của những cái chương trình thiện nguyện cháu Hiệp đã làm từ trước. Do vậy là mọi người xem video thì cũng hết sức thông cảm cho cháu Hiệp cũng như là gia đình. Đó. Rồi nhà, thế bây giờ đi về nhà đi nhỉ. Đi. Ôi giời ơi. À, không trơn lắm đâu nhỉ. Thôi hai vợ chồng cứ về trước đi. Anh sẽ đi bộ xuống. Anh tỉnh chồng em về đi. Em đi bộ không được. Thế? Tưởng là mở đường ở đây, không phải. Ô, nhưng mà bọn nó siêu nhỉ. Bốc một phát từ đây lên luôn à. Đúng máy cầu nhỉ. Bây giờ Ok. Ôi trời. Đây 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 nha. Đây đi. Chú của con đi học ra xe máy hết. Chào anh Lai nhá. Dạ. Hai người đào à? Em xem. À, xem nữa gì? Nha. Thôi. Mấy anh em ăn cơm chưa? Em ăn rồi. 12 giờ. Nó cũng không dốc lắm nên chắc là đào đến tối là xong. Đất chỉ có xúc xuống thôi mà nhỉ? Hay là bấm giờ nha. Này các cụ ngày xưa có khi đào trúng hố vàng đấy, không đơn giản đâu. Tí đào trúng một chum thì hả? Làm bên kia là giàu hơn à? Ngày xưa giàu hơn. Cái đồng xu cổ à hay là vàng? Xu cổ đấy. Cái đấy có giá chứ nhỉ? Đấy trước nghe là 7-8 triệu một chút. Nó là đồng chứ, đúng không? Mà lâu nó cũng kiểu hỏng. Cái máy này là thời điểm đầu mà chưa có ai mua thì đúng là mua về đào đất ở đây, bà con đào ruộng thì kiếm ăn ác luôn. Bây giờ thì nó đào hết rồi, đâm ra là có máy lại chả có việc. Nhưng mà ở đây đắt nhỉ? Ở chỗ anh thì chỉ có 4,5 tiếng một tiếng thôi. Nó không đắt như này đâu.
có thể là bên đấy nhiều máy hơn nên nó giảm giá. Đào từ trước mộ bố sang bên này một mặt phẳng luôn à? À thế thì rộng ô. Thế nó phải làm hai lượt, một lượt là đào xong một lượt là hất đất xuống thì mới được. Chắc đến chỗ này đúng không? Vâng. Đến cái chỗ mà đào đào này này. Đến gốc cây này luôn phải không? Vâng. Ừ. Cũng khá là nhiều đất đấy. Nhưng mà ở đây được cái là không có đá đâu, chỉ có gốc cây, những cái gốc vụn vụn này thôi. Dự là chuồng trại sẽ làm bên kia luôn. Chắc là vâng, chắc là thế. Nếu được thì chuồng trại làm bên dưới tốt hơn, bởi vì nó đỡ vào cảnh quan của nhà, với cả nó xa nhà, nó đỡ mùi, ở nó vệ sinh hơn. Ừ. Lúc đào đến lúc đào xong xem. Ừ. Cứ có cái nền đã rồi tính. Cái đất này nhá mọi người, cái đất này mà trời mưa thì chết dở đấy. Rất là nhịn, rất là dính đấy. Hy vọng là sau khi đào xong thì sẽ có được cái thời tiết nó thuận lợi để cái công việc xây nhà sẽ được trôi chảy hơn. Bây giờ xong nền thì gọi điện nhá, xong là cái vật liệu thì tính thế nào nhỉ? Hay là anh vẫn tự liên hệ xong rồi cho chở Yên Minh vào thôi? Cái này thì chắc là anh tự liên hệ giúp em, em cũng không quen, cũng không gọi liệu thì cũng được thôi. Nhưng mà hôm nào vật liệu vào thì sẽ điện thì sẽ ra tập kết nhá. Anh em mình, tại vì địa bàn từ đây ra thị trấn Yên Minh là xa đấy, anh đi hơn 30 phút đi ô tô cơ mà. Thì cái cước thì cháu Hiệp cũng chưa biết là như thế nào, tuy nhiên thì khả năng sẽ nhỉnh, do vậy là anh sẽ lấy xe to, xe 7 khối để chở gạch này, xi này, bột này, đá hộc, sắt và sỏi, cát chát. Đấy, đấy là xong cái khung cứng. Sau đó thì bắt đầu mới lấy sơn, rồi là gạch lát, rồi là mái. Là sẽ phải có hai cái tuyến xe là như vậy. Thì nhà thì anh làm thì cũng sẽ là gì? Móng thì xây ở đá hộc này. Và đổ răng thì vẫn sẽ lấy sắt về đổ răng đàng hoàng cho nó móng, nó không nó cho nó chắc chắn. Còn đấy, đổ răng, móng xây. Và sau khi xong rồi thì sẽ đại loại là sẽ phải hai nhiều chuyến cước đấy. Sẽ cố gắng là tối đa nhất có thể, bởi vì là một chuyến xe vào đây ít kiểu gì họ cũng phải lấy 1 triệu tiền cước mà. Không thể nào mà dưới được, bởi vì nó xa như thế. Thì sẽ cái công việc lúc mà vật liệu vào thì khả năng là có thể anh không vào được, thì em sẽ ở đây em điều tiết để mà tập kết. Cái quan trọng nhất là bảo quản cái xi. Khi mà vật liệu tập kết xong rồi thì thợ sẽ bắt đầu vào đo móng và đào móng, sau đó họ bắt đầu xây rồi. Do vậy là thứ nhất là chuẩn bị nước. Nước thì do là bơm và không có nguồn thì nếu được thì cứ bảo ông anh Giai là múc cho một cái hố xong lấy cái bạt về. Có, em bảo được. Ừ. Thì mình sẽ bơm nước lên đấy, thì thợ người ta thứ nhất là cần phải nước phải thoải mái để người ta xây và người ta sinh hoạt. Đấy. Hỗ trợ anh là xin ở đâu được ít điện để anh em dùng tạm trong thời gian xây nhà. Có, mai em bảo mấy anh thở điện nó kéo. Ừ, đấy chỉ là những cái việc thôi. Còn việc anh thuê xây thì đã là thuê rồi nhá. Nhưng ví dụ đào móng chẳng hạn, đào cái móng nhà ấy mà thì sẽ cần phải có người nhà hỗ trợ đấy. Vâng. Xong là chỉ có như thế thôi. Còn đâu là mình chỉ có nhận nhà và ở thôi, chứ cũng không phải gia đình, không phải phải quá là lo lắng cái vấn đề đấy đâu. Ừ. Không, muốn phải làm một cái lán cho các bác. Ờ, lán thì kết hợp và hỗ trợ anh em cùng làm. Họ đến thì họ làm như thế nào thì mình hỗ trợ cùng làm, ví dụ chặt cây này cây kia thì ở tạm thôi mà. Cùng lắm là 3 tuần thôi là xong rồi. Nếu như trời mà không mưa ấy thì xây nhanh lắm. Trời nắng đẹp thì lên gạch là xong. Còn sợ là làm 2 ngày lại mưa 1 tuần, xong lại làm được 2 ngày lại mưa 1 tuần thì cũng khó quá. Đấy. Công việc chỉ có như vậy thôi. Tại vì cái địa bàn nó xa, do vậy là cháu Hiệp sẽ cái thời
gian lên đây thì nó sẽ là ít đi. Đó, do vậy có những cái thì sẽ chỉ trao đổi qua điện thoại thôi. Nhìn chung qua thì mọi người thấy là tổng quan ở đây rất là đẹp. Khi mà có được cái nền rồi thì chắc chắn là sẽ thấy là cái khoảng không gian nó rất là rộng. Tương lai sau này bên này thích xây bếp, xây gì xây, làm kho thì làm. Còn chuồng trại thì nếu được thì làm dạt xuống dưới một tí, để mình sinh hoạt nó tách biệt ra. Xong là bên dưới thì làm vườn, là khuôn viên quá đẹp rồi. Đất rộng như thế này thì không thiếu một cái cách nào cả. Thích trồng cây xung quanh được. Bắt đầu bấm tiếng rồi. Chốc rảnh thì hai vợ chồng xuống nhà lấy nước lên. Bởi vì anh ấy làm anh cũng nghỉ mà, nên là mời nước, mời thuốc anh đấy. Ừ. Cái đấy thì mình khắc tự tính thôi. May là còn tìm máy dễ đấy nhỉ, không mà nhờ người bà con đến hộ thì có mà đến bao giờ mới xong. Mấy anh đấy cũng chắc cũng ít việc. Em thì đi nhà hỏi mà thế hôm nào đào nó các lấy máy vào. Chắc cũng ít việc. Ta lui chắc khoảng 4 mét thôi, không cao lắm đâu mọi người ạ. Thoải mái. Xem tí xem nào. Nhắm mắt lại hãy nghĩ đi, lần này em sống cho mình em mà. Ồ, bắt đầu có măng rồi đấy nhỉ. Rừng cây này mà bán là cũng được khối tiền đấy chứ. Cái cây này bán để đi làm cái sàn phơi thóc ấy, hoặc là làm vườn ấy, dưới thị trấn họ thiếu lắm. Măng mà mình không lấy là nó cứ mọc thế thôi nhỉ. Ăn chả ăn được bao nhiêu, không có thì mới bảo thèm, như có nhiều như thế này chả ăn được đâu. Từ dây điện sang bên này cũng thoải mái thôi, cũng 11-12 mét bình thường. Còn nhà bếp hay công trình phụ thì liên quan đến đến cái đường điện thì không sao. Còn nhà bếp thì mình di rời lúc nào cũng được. Còn nhà đã xây móng rồi, đổ giằng rồi thì khó lắm. Vâng. Măng có rồi mà, đây một số có măng rồi mà. Kiểu gì kiểu trong thời gian làm này anh chả được ăn măng đấy. Anh em thợ quả này đến thì không cần phải tìm rau luôn rồi, chẳng qua là ăn liên tục mà 1-2 tuần thì không ăn được. Nhưng mà quả này anh em thợ đến thì cứ thế mà lên rừng hái măng thôi, chả phải đi đâu lấy rau. Đắng, ăn. Sợ đắng thôi. Trời ơi, bình thường. Ý. Ở đây mình xây nhà chắc không vấn đề gì đâu nhỉ? À không. Xã chắc cũng không nói gì đâu nhỉ? Cái đất này mình có đất, có sổ, người ta không nói, chẳng qua là...
Còn cái vấn đề anh đến làm nhà đây thì hôm nọ cũng đã trao đổi với anh trưởng thôn rồi, thì anh chắc khác tham mưu lên xã thôi. Vì trong quá trình đến đây thì anh chị trên này công tác trên này đều biết anh hết mà. Không có gì lạ cả. Mà mình đến làm việc tốt chứ không phải mình đến làm cái gì đâu mà cũng không lo đâu nhỉ. Nhìn máy thì dễ nhỉ, vào ngọt thế. Người đào thì chắc chắc cho bằng tí này đâu. Lấy à, lấy về làm vườn à? Vui không? Có vui không? Khởi công nhà là phải vui chứ, đúng không? Vui sao được? À. Bác cả à? Là như nào? Anh của bố à? Vâng. Thì là bác của mình chứ còn gì nữa. Còn bác của bố, bác của bố phải gọi là ông. Vâng. Đúng không? Vâng. Như là bố mình, như là... Ừ. Tiếp đấy. Ô, chắc lòng hoàng là anh đi về thôi, ở đây cũng chẳng có việc gì. Chỉ có hai vợ chồng ở đây giám sát rồi là cùng anh ấy xem là đào như thế nào cho nó hợp. Nhớ là mời nước, mời thuốc nhé. Vâng. Mình
tại là người quen nữa. Khởi công thế là đẹp rồi. Cháu chào bác nhá. Hôm nay khởi công thấy quá đẹp rồi bác ạ. Hai bên lên này nhé, ngoài mới là tì này. Nhìn nó nhiều mà tệ. Đất này làm ngói hợp, đất đỏ này. Đất này thì nếu mà làm cái ngói máng được nữa nhỉ. Vâng, ngói âm dương kia đẹp ạ. Trồng cây cũng tốt mà đất này. Nó là đất đen như này. Hôm nay mới khởi công, không biết đến lúc nào mới được làm được cái nhà. Bác cứ chuẩn bị rượu thịt đi, nhanh lắm. Vâng, chào đây nhá. Vâng. Sang quý là không vòng tệ. Đi nhờ, đi về thôi. Chỉ có những cái như lúc nãy vừa nói đấy là tập kết vật liệu thì sẽ đến đây để hỗ trợ, nhất là xi măng thì sẽ phải bảo quản thật là tốt. Vâng. Anh cũng chẳng biết là trong một tháng tới thì thời tiết nó như thế nào, nhưng mà mình cứ chủ động là tốt nhất. Rồi là nước, điện, phần lán thì anh em đến thì làm như thế nào thì sẽ hỗ trợ sau. Ví dụ chặt cho anh em một ít cây tre, cây mai có nhiều không? Vì khi lên giàn giáo là hot buộc là phải có rồi. Họ xây khoảng 2 ngày thôi là ngày thứ 3 là họ yêu cầu phải có cái cây mai để làm giàn giáo rồi. Những cái đấy thì chủ động nhé. Cây mai, cây tre cũng được, dài dài tí to như to bằng bắp chân đây, dài dài để người ta làm giàn giáo, người ta đi lại mà. Đấy, chỉ có chuẩn bị như thế thôi. Tại vì là chỉ là một cái nhà cấp 4 thôi, không phải là nhà tầng, nên ra là cũng không quá cái nhiều phải lo đâu. Xa thì bọn anh sẽ chơi bài là tập kết vật liệu một phát luôn là đủ, là mình cứ thế mà làm thì nó nhanh lắm. Thì sợ là đây đường thì cũng không lo đâu. Chỗ này mà mưa thì liệu là ô tô có đi không? Chắc không. Tại vì có một đoạn từ chỗ trường cấp 2 xuống đến nhà của hai anh vợ chồng đây là nó sẽ là đường đất. Thế nên là thôi thì chỉ cầu cho là mưa thuận gió hòa, trời khô ráo, thoáng mát để làm sao cái chương trình được diễn ra tốt đẹp thôi, chứ còn chẳng mong cầu là mưa đâu. Nước thì tạm thời thì hai vợ chồng sẽ là bơm, đến khi làm nhà xong thì sẽ chủ động là kéo nguồn về để làm sao sinh hoạt mình được nó thoải mái. Đấy, cứ như thế thôi. Bây giờ thì bọn anh đi về đây, ở đây cũng chả có cái việc gì. Cứ ngồi ngắm máy xúc thì tí nó mỏi mắt buồn ngủ lắm. Nên về thôi nhá.